Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Rodent Bàn Về Lộc. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được thông tin mới nhất về tiểu sử các cầu thủ. Tiểu sử cầu thủ Phạm Hoàng Lâm. Phạm Hoàng Lâm sinh ngày 6 tháng 3 năm 1993 là một cầu thủ bóng đá người Việt Nam. Anh thường thi đấu ở hậu vệ và hiện là thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng như đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Thông tin cá nhân, tên đầy đủ Phạm Hoàng Lâm. Ngày sinh mùng 6 tháng 3 năm 1993, nơi sinh thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chiều cao 1m88, vị trí hậu vệ. Thông tin về câu lạc bộ hiện nay Hoàng Anh Gia Lai, câu lạc bộ trẻ Đồng Tâm Long An, câu lạc bộ chuyên nghiệp. Từ năm 2013 tới năm 2017 thi đấu cho câu lạc bộ Đồng Tâm Long An. Năm 2018 tới nay thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Về đội tuyển quốc gia, năm 2015 đến nay thi đấu cho đội tuyển U23 Việt Nam. Phạm Hoàng Lâm tới Hoàng Anh Gia Lai, nước cờ đúng đắn của bầu Đức. Vào chiều ngày 25 tháng 10, trung vệ Phạm Hoàng Lâm chính thức gia nhập câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm cùng mức phí không được tiết lộ. Và liệu đây có phải là một quyết định đúng đắn của bầu Đức? Chiều ngày 25 tháng 10, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức cho ra mắt tân binh đầu tiên ở V-League 2019. Đó chẳng phải cái tên nào xa lạ mà chính là cựu học trò của huấn luyện viên Toshiya Miura ở đội tuyển U23 Việt Nam, trung vệ Phạm Hoàng Lâm. Việc Hoàng Lâm là cái tên sớm gia nhập đội bóng phố núi trước mùa giải 2019 cũng là điều dễ hiểu khi mà gỗ lúc này ưu tiên là nâng cấp hàng phòng ngự, vốn đã bộc lộ rất nhiều hạn chế trong mùa bóng vừa qua. Tại V-League 2018, người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai sống trong nỗi vui lẫn lộn khi hàng công trưởng thành mạnh mẽ nhưng luôn bị lấn át bởi hàng phòng ngự quá yếu ớt, cả ở khả năng tranh chấp, đeo bám đối thủ lẫn không chiến. Với chiều cao không thực sự lý tưởng, các hậu vệ của Hoàng Anh Gia Lai thường tỏ ra bất lợi trong các pha không chiến và cũng vì thế thường bị đối thủ chọc thủng lưới ở các tình huống đá phạt góc hay các pha treo bóng vào vòng cấm. Đó cũng là lý do gỗ kết thúc mùa giải với vị trí rất thấp, dù họ là đội bóng đứng thứ 3 về số bàn thắng ghi được ở mùa giải năm nay, chỉ thua kém nhà đương kim vô địch Hà Nội và đội bóng Á quân là FLC Thanh Hóa. Với chất lượng hàng thủ không được đánh giá cao, đoàn quân nhà bầu Đức cũng chính là câu lạc bộ có hàng phòng ngự tệ nhất giải với tổng cộng 53 bàn thua trên 26 vòng đấu. Con số này thậm chí còn nhiều hơn tới 10 bàn so với câu lạc bộ Cần Thơ, đội bóng đã phải xuống hạng sau mùa bóng năm nay. Chính vì thế, ban liên đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã phải mang về trung vệ Phạm Hoàng Lâm về phố núi với sứ mệnh vá tấm khiên đã lỗ thủng trước hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng liệu gương mặt này sẽ tiếp tục phát huy tác dụng ở một trong những đội bóng đã có hàng phòng ngự tệ nhất giải? Hàng thủ phòng Hoàng Anh Gia Lai vốn không được đánh giá cao ở yếu tố thể hình, thể lực và cả kinh nghiệm thi đấu. Không khó để nhận ra, tại Pleiku lúc này không có một gương mặt nào đủ sức để đóng vai thủ lĩnh hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai. Cũng bởi điều này, đội bóng phố núi vẫn loay hoay tìm lời giải thích cho tuyến phòng ngự những năm qua. Trong đó có việc sử dụng ngoại binh, nhưng kết quả chung vẫn là thất bại. Do đó, đội bóng phố núi đã đặt niềm tin vào Phạm Hoàng Lâm, cầu thủ giàu kinh nghiệm và từng là thời kỳ trụ cột ở đội tuyển U23 Việt Nam. Tân binh Hoàng Anh Gia Lai nổi bật ở chiều cao ấn tượng lên tới 1m88. Chiều cao lý tưởng của Phạm Hoàng Lâm hứa hẹn sẽ giúp ban huấn luyện của Hoàng Anh Gia Lai với nhiều nỗi lo nóng bỏng, nhất là khi anh đã cặp cùng một trung vệ Tây trước khi đổi thành phố núi. Ở tuổi 25, độ tuổi chín chắn nhất của sự nghiệp cầu thủ, Phạm Hoàng Lâm được xem là mẫu cầu thủ mà nhiều đội bóng đang ao ước. Và có lẽ đó là một trong những lý do khiến Hoàng Anh Gia Lai nhanh chóng ký hợp đồng với cựu tuyển thủ U23 quốc gia này. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, Hoàng Lâm cũng còn có những điểm trừ cần cải thiện. Nhìn vào bản lý lịch của tân binh Phạm Hoàng Lâm, người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai có lý do để lo lắng, bởi dù từng có quãng thời gian khoác áo của đội tuyển trẻ Việt Nam, song cái tên Phạm Hoàng Lâm không quá nổi bật. Cựu trung vệ của Hoàng Anh Gia Lai được nhắc đến nhiều hơn bởi tình huống ghi bàn vào lưới nhà trong trận đấu U23 UEA ở vòng chung kết U23 châu Á 2016, hệt như một tiền đạo. Không những vậy, với tốc độ di chuyển chậm chạp chính là vấn đề anh cần khắc phục. Bên cạnh đó, việc chỉ khoác áo đội bóng hạng nhất Long An cũng có thể khiến tân binh Hoàng Anh Gia Lai
không có được một bản lĩnh vững vàng và kinh nghiệm khi đối đầu với các đối thủ mạnh. Chưa kể, một yếu tố khác cũng quan trọng không kém. Quyết định thành bại của cầu thủ này tại sân Pleiku chính là sự hòa nhập vào lối chơi cũng như khả năng phối hợp với các đồng đội trong màu áo của Hoàng Anh Gia Lai. Trong quá khứ, đã có nhiều cầu thủ có thể hình ấn tượng vẫn không thể tỏa sáng ở Hoàng Anh Gia Lai, và đó là lý do mà Phạm Hoàng Lâm cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa khi gia nhập đội bóng phố núi.